thấy không? Thế thì giật mạnh không? Bây giờ cái đầu tay lắm rồi bây giờ. Thay vì tôi đứng là anh thấy nó thẳng như thế này còn có anh như vậy. Đúng không? Thì như vậy thì sao nó ép cái lòng ngực của mình lại? Bây giờ mình mở thêm cái lòng ngực ra và động tác này là động tác mở. Đúng rồi, người mình già ai cũng nhớ mấy lần trong ca. Dạ, có mấy kém não phải uống lên nè. Thì cái này đầu tiên là mình phải nhịp để chi? Để mở cơ. Mở cơ là gì nè, anh thả lỏng tự nhiên thôi, anh có nghe đau như vậy không, nghe chưa, nghe chưa, nghe ra chưa, với nhịp thứ hai là đã nghe rồi, với nhịp thứ ba là nhất định nha, anh thả lỏng đi, rồi đây là cái này là mình làm cho giãn cơ thôi nha, xong bắt đầu, rồi mình để hai cái tay vô đây, nè một này, anh nghe mạnh không, hai này, bắt đầu, ba, nghe không, không 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 phải ở đây nó không phải tự kêu. Nhưng cái đó là gọi là mở lòng ngực. Thế bây giờ là thấy nó thẳng chưa? Nó thẳng ra nè, nó không còn mô như nãy nữa đó nha. Rồi bây giờ anh cứ thả lỏng nhẹ nhàng nha. Không có gồng không gì hết, anh cứ thả lỏng tự nhiên nè. Nè, nó bị cứng rồi. Không qua được. Không qua được hẹn hò mình mới làm, chứ giờ mình cũng mới làm. Rồi thả lỏng bên này. Vẫn cứng luôn, có nghĩa là đã bị thoáng qua đốt sống cổ. Thoáng qua đốt sống cổ nè, bây giờ gì là đau không? Chưa. Chưa, hay tập cổ cũng nhiều đúng không? Rồi, bây giờ nó bị cứng quá rồi nha. Nó bị cứng quá. Bây giờ thả lỏng thử nha. Thả lỏng liền. Qua. Đúng không? Qua bình thường. Nó qua hai, nhưng mà nó qua mới có hai đốt rồi còn nữa nha. Cái nãy nó bị cứng quá, mình phải dùng biện pháp này là mình quán tới cái cơ này. Rồi, ngã phía sau, ngã mà lại lên phía sau. Ngã ở, ngã mạnh ra. Anh nghe thấy vô không? Rồi, thật trước. Rồi, ngã mạnh ra phía sau. Ngã mạnh ra, bật ra sau. À, nghe thấy vô không? Nghe vô rõ ràng không? Ấp xuống. Ấp xuống, ấp xuống, ấp xuống, cái đầu. Rồi, anh bật lên phía trước sao? Rồi, xong. Bây giờ còn nghe đau không? Nó thật phải không? Sao? Rồi, lắc cái đầu thử coi nghe nó thoải mái chưa? Thoải mái chưa? Cái này thì mình lắc bình thường, không có đau. Nhưng mà hồi nãy là nó bị đơ. Là nó có kêu. Có kêu. Rồi, trong đầu thì nó không có đau. Nó kẹt, nó bị kẹt. Dạ. Mình thấy nó có đau có gì không? Rất là dễ chịu đúng không? Là có nghĩa là gì nè, nè khi mình làm mình nhớ phóng một cái lực vô đây nè, cái nhịp thứ hai là nhìn nè, chú ý nhìn nè, hồi nãy là tới đây rồi phải không, bây giờ vô tới đây và tới thứ ba là tới đây, nhìn kỹ nè, phóng một cái lực vô nè tới đây đúng không, rồi cái thứ sau nó lên nha, rồi nó lên tới đây bắt đầu mình mới cho nó đi vòng, có đau có gì không, không đau. Cái này nó dùng tác động cơ học mà rất là dễ chịu. Mình đánh dũng như vậy trong máu nó dưng. Thả lỏng. Tới đâu? Tới đây chưa? Chưa. Chưa tới. Rồi. Mình coi mình cảm cái này để mình bảo vệ cái cô này không có người nữa. Mình coi kỹ nè. Cái này nè. Anh có nghe đau nghe gì không? Rất là dễ chịu đúng không? Cái này ngày trưa ngày trưa là mình làm nánh lộn mới chặt cái này này chứ là mình đi mặn nhưng mà mình phải mặn. Sắp cái dạng giáo rồi lại đó. Có nào không?
nắm được. Bây giờ chỗ học hơn chỗ nào nhờ cô căn đưa lại cho nó. Bây giờ là căn đưa tạm bỏ. Dạ, chứ còn thực sự ra thì con tập cổ tay rồi ngồi tập để mà ấy cổ tay rồi cũng nhiều. Nhưng nó cũng không mà chịu không nổi đâu cô. Hai này có dấu hiệu tên thương. Nóng nóng nha. Dạ. Có đau không? Không. Mà nghe máu nó ra đây không? Nghe ra đúng không? Có. Ra phải không? Có. Là nó bị nghẽn, nó nghẽn ra chỗ này. Đúng rồi, nó bị nghẽn. Rồi nó không bơi. Cả tay và chân, cả tay và chân bị nghẽn luôn. Tay tê và chân tay luôn. Đúng rồi. Bây giờ tôi đưa ra, anh thấy máu nó ra rồi nha. Nhìn đó chưa? Máu ra rồi nè nha, vậy không tập tại tay mình nha. Bơm ra rồi đó, bây giờ bơm ra rồi, bây giờ bơm vô. Cho nó điều hòa. Có đau không? Có, nhói đây. Ở đây là bị căng cơ. Căng cơ thì bắt đầu cho nhả cơ lại nè, thả lỏng nè. Có đau không? Không. Ở đây là chỉ bệnh không có đau. Đau là thả liền. Không có đau. Nè, nhìn kỹ nè. Ngủ nha. Lấy dữ lắm nha. Thấy không? Cái này con để vô mà con gặp cái này ra. Nghe không? Ra rồi. Cho ba vòng. Hồi nãy là mình đã đưa vô, đưa máu ra. Đưa máu vô, bây giờ mình làm điều hòa. Anh thả lỏng thôi. Anh nghe dễ chịu không? Dễ chịu không? Không đau thế nào? Đúng không? Rồi, vô chưa? Vô chưa? Vô cái cọc ở đây là nè. Chẳng chưa cảm thấy mình. Nó kêu rồi. Rồi, thả lỏng luôn. Không đi học không biết, cô nhìn hình không hiểu. Không, phải đi học. Không đi học rồi sẽ không biết. Nghe chưa? Bây giờ mà nói cái này là con quýnh đó nha. Là cái bản lề nó đi chinh. Giờ gõ cho nó vô lại nè. Thay vì người ta gõ bằng búa, tôi gõ bằng cái này bằng nghiệp sinh học nha. Anh gây ra rõ ràng chưa? Ở ngoài nghe không? Nhìn rất là rõ luôn không? Cái này giống như mình gắn cái tay không có bế. Và cái này gọi là quy chỉnh nên nó sẽ không đau. Anh có nghe đau như nào không? Nghe xương kêu nhưng mà không đau. Cái hay ở chỗ đó đó, đúng không? Rồi. Thả lỏng nè. Xương và một tay để ngay cái đầu bả ngoài hai cái mình ép cái vô nó vẫn là nguyên tắc âm dương nha. Cô năm nay nhiêu tuổi được không? Tôi 60 mấy à. Tiếng là cô khoảng từ 50 thì tốt quá, quy lực nó tốt hơn. Giờ thế này chữa bệnh cho mày ơi. Có anh có nghe đau không? Có nghe đau như vậy không? Rồi ngã qua bên này. Thả lỏng đừng rộng nha. Có nghe đau như gì không? Không, bình thường. Bình thường quá. Rồi bây giờ anh dung mạnh thế này ra phía sau coi. Anh nhắm nhẹ nhàng chưa? Rõ ràng nó nhẹ nhàng phải không? Mở được mấy cái cơ căng. Nghe chưa? Thì như vậy nè. Coi như mình mong cái bệnh oxy của mình ra rồi khỏi đi mua cái kia để uống nữa. Đúng không? Còn cái đó thì dễ chịu không? Khi nào mình đánh bạc thì mình lấy thôi. Thì như bây giờ mở được rồi nè. Bây giờ mong sao là bây giờ đó là khi cô có bệnh thứ nhất là theo như cô nói mở rồi mà để tăng cái dung tích cái lòng tay cái lòng tay nhất cái thứ hai là tay chân tê nhỏ
gần ạ, xin nó bung ra rồi đúng không? Nghe cộng gần nó cắn quá. Nghe không? Anh nghe không? Anh nghe rõ ràng luôn phải không? Cái gân ạ xin nó bị rút. Rồi bắt đầu lắc nha. Dễ chịu chưa? Rất là dễ chịu đúng không? Rồi giờ là về là không có đá bả nha. Nè, không vô nha. Không vô nè nha. Không vô bây giờ đè cho xuống cho nó vô. Có đau không? 2 3 làm nó đụng rồi nha. Rõ ràng không? Đụng rồi nè. Còn thấy nó dễ hay khó? Xong bắt đầu quay trở lại nha. Nó bị gì tới đây? Nó bị căng cơ tới đầu đùi do là ẩm thì thật tinh tọ quá đâu. Rồi bây giờ nó đụng luôn rồi nè. Đúng không? Hồi nãy thì nó không đúng. Rồi bây giờ nhìn kỹ nha. Chẳng là anh Dương dò thì đạp xuống chân thì dùm ra. Nhìn kỹ nè. Nè. Nghe không? Nghe ra không? Rồi. Đó, mình nghe cái đầu gối đó. À, nó ra rồi. Hồi nãy là nó ra ở đây. Đang làm khớp gối. Bây giờ đã ra đây. Ra cho cái này nha. Cả gia xin trọng ạ. Rồi, cái này là đi về mới đi nhà trọ được nè. Hình như cái từ đó lâu quá. Gà này là gà hết cho mọi người. Từ đó lâu lắm rồi cô. Vợ chồng ở chung nhà chứ còn ngủ riêng hai mấy năm rồi. Dạ này hết rồi. Vừa ai mấy ngủ 20 năm rồi. Bây giờ bữa nay là anh chưa chết đâu em nha. Rồi, nhìn nhà hai cái chân nhà được chưa? Rõ ràng chưa? Nó chụp cái. Nó nhanh lắm nhưng mấy thầy chưa dạy. Giờ nó chụp viêm giờ luôn. Tại vì nó ở lâu quá không thấy này nhanh không? Nhưng mà nó có lạnh không? Hay là nó giãn luôn? Một hồi nhà nãy đưa ra luôn. Rồi. Mấy người nào bị thành tinh tọ là nhìn miếng liền nè. Hai cái gù của này nó bị tuột ra khỏi đó nè. Hình như nó sang nó mông nó teo chứ. Và cái bụng nó phồng. Vừa rồi đó cô. Chứ là cái chữ đau nhức của cái tay cái chân đó cô. Thì mình đề nghị bệnh viện nó khám đó, thì nó chụp. Nó chụp X quang thì cổ tay cổ chân không bị gì hết. Thì nó đưa nói chung là vậy nè. Cân đựng bị có thời gian mà lúc có khách đông thì mình làm nó cũng nó rất là sáng mai 7 triệu đi. Chúng nó có một chút mình nhìn nó một đánh bán rồi nó nặng đó nó nặng xuống chứ không có làm còn cái này so cái đầu thì mình làm con là con giỏi về cái chỗ này cũng như là con làm về bộ cổ tay lưng thì con làm giỏi về cái này chỗ nào vậy không bên cần khách đông không con cũng nặng đúng không khách ít nè con cũng nặng đúng không con biết cái chế ngủ anh học đi và đi ra học trong làng đó con cũng mấy đứa em thì nó làm anh đó mình cảm thấy nó yếu mình tức lắm cũng bị chọc với người ta chứ chú là chú chi chọc đó bởi vì mình lớn tuổi là không còn động mà thua biết chạy học á bây giờ không biết được thì cố gắng tập
con nghe mình lớn rồi, cái chuyện mình sinh lão mình tử rồi chú không có đặt vấn đề nữa. Cái bộ thông khí này các thầy không ít có người biết, và người ta thường là người ta sẽ giấu thả lắm thôi, hiểu không? Đây là hai cái này mình đưa vô nè, mình đẩy vô nha. Đau không? Đau không? Có đau không? Dễ chịu nha. Đó là dần qua nha, nhìn kỹ nha, thấy không? Dần đẩy xuống luôn, ra mang tay mình đẩy khí nó ra cái lỗ tai. Rồi cái này nè, đi nè, thấy không? Dễ chịu không? Rất là dễ chịu nha. Không cần là phải quấy nhiều, người ta đã đau đầu, nhức đầu, chóng mặt, mình với cơm điện quấy cái đầu người đâu ngoài à. Đa số là như vậy. Rồi mình làm như vậy người ta rất là êm ái nha. Dễ chịu chưa? Máu nó không, mà nó không có bị cái dạng kia. Có ai kiếm cô? Ừ, bà mới có phải tiếp. Thế nào cái gì?